Sơn kính cách nhiệt Nano Sketch, công nghệ chống nóng mới thay thế phim cách nhiệt, giảm ngay 8-15 độ C khi lăn lên kính, khắc phục các nhược điểm của phim cách nhiệt như không làm tối phòng, không bị bay màu, không bong mép rỗ khí trong 20 năm sử dụng, có giá thành thấp hơn phim cách nhiệt. Nano Sketch, nhà cực mát, kính cực trọng. Truy cập ngay website sketch.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. VinBus định hình lại vận tải công cộng. VinBus tham gia vận tải công cộng sẽ thổi làn gió mới vào mô hình vận tải ở tầm chiến lược nhưng đã cũ kỹ của các thành phố lớn hiện nay. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu việc đầu tư, tổ chức hoạt động 10 tuyến xe buýt mới sử dụng xe buýt chạy bằng điện do tập đoàn Vingroup đăng ký vận hành. Âm thầm triển khai. Trước đó, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc sử dụng xe buýt điện phù hợp với chủ trương giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho xe buýt điện tại Việt Nam. Trong trường hợp được chấp nhận, Sở sẽ xem xét phương án mở các tuyến xe buýt điện trong năm 2020. Trước đó, thực hiện chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố, Vingroup đã đăng ký vận hành 10 tuyến xe buýt mới chạy bằng xe điện. Vingroup hiện đang làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo các xe buýt điện sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus với hoạt động chủ đạo vận tải hành khách công cộng bằng ô tô và đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó được phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Được biết, VinBus được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Công ty này tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3.000 xe cho hoạt động vận tải công cộng và 100% lợi nhuận thu được sẽ được công ty tái đầu tư nhằm phát triển hệ thống, mở rộng địa bàn. Liệu đây là cú hích cho vận tải công cộng? Hiện nay, loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Việt Nam phát triển chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với Hà Nội gần 2.000 xe, thành phố Hồ Chí Minh gần 3.000 xe và các địa phương khác vài trăm xe. Cả hai thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới xe buýt vận tải công cộng. Những chính sách này có thể kể đến như xây dựng làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội hay đầu tư 1.318 xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phát triển, số lượng hành khách đi xe buýt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giảm. Với hệ thống buýt điện của mình, Vingroup hứa hẹn sẽ cho khách hàng những trải nghiệm mới. Điều này sẽ phả hơi nóng vào những doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Đặc biệt tại Hà Nội, việc vận chuyển hành khách công cộng đang là sự độc quyền của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Đồng thời, việc tái đầu tư lợi nhuận để cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ giúp VinBus không ngừng nâng cao chất lượng của mình. Lưu ý rằng, với mật độ người dân như tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp vận tải bus vẫn có thể sống khỏe. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, ngân sách vẫn phải dùng hàng ngàn tỷ đồng để trợ giá cho các tuyến bus này. Về lâu dài, việc đưa 3.000 xe buýt vào hệ thống vận tải công cộng sẽ nâng số lượng đầu xe lên hơn 40% so với hiện nay. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng được số lượng đầu xe này, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo Antonew, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.